Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kỷ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải cách hành chính đã và đang được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Tam Điệp nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện với những việc làm hiệu quả, thiết thực. Thành ủy Tam Điệp đã hướng dẫn cụ thể các cấp ủy xây dựng chương trình hành động gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Trung Sơn là phường nội thị của thành phố Tam Điệp, địa phương đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện xây dựng văn minh đô thị, bộ mặt phố phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Địa phương được Thành ủy Tam Điệp đánh giá là một trong các đơn vị tiêu biểu thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua do tỉnh và thành phố phát động. Có được kết quả này là sự cố gắng và đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy phường Trung Sơn đã nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch trong lãnh đạo chỉ đạo, trong đó yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ đảng viên có đăng ký phần việc cụ thể. Sau khi mà có cái chỉ đạo của Thành ủy thì Ban chấp hành Đảng bộ phường đã triển khai tới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, 27 chi bộ. Các chi bộ thì đều quán triệt tới đảng viên và mỗi đảng viên thì đều có cái tinh thần trách nhiệm là hàng tháng thì chúng tôi cũng có kiểm điểm cái việc thực hiện gắn liền với lại sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đối với lại Đảng bộ phường thì chúng tôi có thông qua các cái hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ rồi hội nghị giao ban giữa bí thư tổ trưởng để chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện. Chúng tôi có kiểm tra gắn liền với những cái việc là đăng ký những cái việc làm cụ thể, thiết thực và trên cơ sở đó thì có nhân ra diện rộng, có biểu dương khen thưởng cho nên là cái việc thực hiện đi vào cái nề nếp. Đường Ngô Thị Nhậm thuộc tổ dân phố 14 phường Trung Sơn hiện nay đã trở nên khang trang, sạch đẹp, khác hẳn so với trước đây. Không còn cảnh xe tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho các khu dân cư hai bên đường, gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt, thậm chí bức xúc của người dân. Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình trạng này hiện đã chấm dứt. Trục đường chính được cải tạo, các ngõ phố được đầu tư trên 400 triệu đồng để giải nhựa áp phan. Đồng thời, chi bộ tổ dân phố giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan tại các tuyến đường. Đến nay, 100% các đường ngõ của tổ dân phố đều đã được đổ nhựa áp phan. Sau khi mà được Đảng ủy phường phổ biến quán triệt xuống thì chi bộ chúng tôi triển khai, đây là cái nhiệm vụ của năm 2021. Đầu tiên phải là vai trò của đảng viên đi trước thì là làng nước đi sau. Thế hiện nay thì cái vai trò của đảng viên trong chi bộ là đề cao rất là tốt, các đồng chí phát huy rất tốt trách nhiệm từ cấp ủy cho đến các đảng viên. Thì là trong vừa rồi là phấn đấu tất cả các đảng viên đều có đăng ký cam kết là phấn đấu 100% các đảng viên là hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì chúng tôi đã xây dựng một cái mô hình dân vận khéo, tức là đẹp phố và sạch nhà. Thế thì hiện nay chúng tôi đã đăng ký cái mô hình này. Thế và thường xuyên con đường Ngô Thị Nhậm là con đường chúng tôi đảm bảo thường xuyên sạch đẹp và văn minh. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã và đang tạo sự chuyển biến rõ nét trên địa bàn phường Trung Sơn. Hiện trên 90% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn được Đảng bộ xã Quang Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Xã có trên 180 hộ gia đình thuộc diện thu hồi giải phóng mặt bằng. Làm thế nào để tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các hộ dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương chính sách giải phóng mặt bằng thi công dự án trọng điểm quốc gia được Đảng bộ phường đặt ra với quyết tâm chính trị cao nhất là đảm bảo giao mặt bằng phục vụ thi công đúng tiến độ. Đảng bộ đã quán triệt sâu rộng, trong đó đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện cái chủ đề năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kỷ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cái kế hoạch của Thành ủy Tam Điệp thì trước hết thì Đảng ủy xã Quang Sơn đã ban hành cái kế hoạch để quán triệt triển khai tổ chức thực hiện. Thì với cái chủ đề này thì đối với căn cứ vào tình hình của địa phương gắn với việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn ấy thì là phát huy cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
trong cái việc là chấp hành các chủ trương lối chính sách của Đảng và cái công tác giải phóng mặt bằng. Trước hết thì gia đình cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành các cái chủ trương chính sách là nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng trước quần chúng nhân dân. Do đó thì với cái tinh thần như vậy là 100% cán bộ đảng viên, gia đình đảng viên thì gương mẫu chấp hành trước, sau đó là vận động nhân dân thực hiện. Tân Nhuận là thôn có số hộ thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam nhiều nhất của xã Quang Sơn với hơn 160 hộ. Do đó, để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong việc đồng ý giao đất phục vụ thi công dự án, chi bộ đã ra nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên trong chi bộ. Từ nghị quyết của chi bộ, trước hết đối với gia đình đảng viên có diện tích đất thuộc diện thu hồi, sớm hoàn thành các thủ tục bàn giao theo chính sách và pháp luật của nhà nước, từ đó tạo ra sự lan tỏa đối với quần chúng nhân dân. Thực hiện chủ đề năm 21 thì chi bộ đã có triển khai đến từng đảng viên. Là trong cái năm 21 này thì trong thôn có vấn đề là giải phóng mặt bằng trên đường cao tốc thì anh em chúng tôi là vận dụng luôn cái đấy vào đấy để chỉ đạo cho đảng viên bây giờ thực hiện phải nâng cao cái trách nhiệm kỷ cương của bản thân của từng đảng viên để khi mà vào thực hiện nhiệm vụ công tác làm sao là phải hết sức mình làm đảm bảo làm sao đúng kỷ cương chức trách trách nhiệm của mình để khắc phục mọi khó khăn mọi cái vấn đề để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Là một đảng viên thì tôi thực hiện nghiêm cái việc thực hiện nghị quyết của chi bộ về cái việc mà giải phóng mặt bằng là một trong những cái nghị quyết của cấp ủy chi bộ đề ra là hàng đầu trong cái việc mà vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Thì riêng gia đình nhà tôi thì cũng giải phóng được gần hơn 2.000 mét, thì cũng vận động chồng và các con thì cũng chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thì có như vậy thì là tôi tuyên truyền vận động anh em dòng họ nhà tôi và các hộ liền kề thân cận ở khu vực quanh gia đình nhà tôi thì cũng đã chấp hành tốt. Đến nay, xã Quang Sơn đã hoàn thành toàn bộ việc giao đất cho đơn vị thi công dự án, đảm bảo tiến độ quy định. Đông Sơn là xã có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó tập trung thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi, khuyến khích phát triển các thương hiệu nông sản, nhân rộng các mô hình sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Để thực hiện được yêu cầu này, cán bộ đảng viên phải là những người tiên phong trong nhận thức và hành động. Cơ bản là các chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo đối với cán bộ đảng viên rồi tuyên truyền vận động nhân dân là tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế rồi đưa các cái mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả vào để xây dựng và từng bước phát triển. Xã Đông Sơn đang trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả của thành phố Tam Điệp, giá trị thu nhập trên 1 hecta canh tác đạt trung bình gần 90 triệu đồng trên năm. Chúng tôi mạnh dạn là đưa ra thống nhất trong chi bộ, thống nhất trong cán bộ mặt trận và để rồi thống nhất cho tất cả các tầng lớp nhân dân hiểu rõ sâu về phát triển cái cây đặc trưng là chúng tôi là cây mọc có múi. Vì cái miền đất của chúng tôi là đất đồi, nó cũng rất phù hợp với cây có múi. Mà chúng tôi cũng đã tìm ra được cái một số cái loại mà nó thích ứng. Thí dụ như bưởi da xanh, thí dụ như là bưởi Tân Lạc, hoặc là bưởi Diễn. Chúng tôi muốn là làm sao mà chúng tôi có một cái sản phẩm đặc trưng. Khi đến với vùng đất chúng tôi là đến với cây có múi. Đấy là tư tưởng chỉ đạo. Từ trong chi bộ mà thống nhất cho tới mặt trận cho đến các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Từ kết quả đạt được, tạo điều kiện thuận lợi để xã Đông Sơn phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngoài việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thành phố Tam Điệp lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân khi đến giao dịch. Thành phố Tam Điệp thực hiện đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.
Dù có nhiều tổ chức cá nhân đến làm thủ tục hàng ngày, nhưng mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn, đúng thủ tục, giảm thời gian đi lại của người dân. Tôi đến đây làm cái thủ tục về đổi bìa nhà đất. Thì cán bộ công nhân viên chức ở đây họ làm việc rất nhiệt tình và cái khâu y tế rất đảm bảo. Hướng dẫn rất là cặn kẽ. So với trước thì nó khác hẳn rồi. Nhiều thứ nó thay đổi một cách gọn nhẹ hơn và đỡ phiền phức cho mọi người đến làm thủ tục. Để giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, quy trình, tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, chỉ đạo quán triệt đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa phải đổi mới tư duy, phong cách làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí ở đây thì đều cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Và đồng thời mà khi mà công dân đến thì tất nhiên là ở đây có rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Có những cái lĩnh vực mà thủ tục nó đơn giản và có những cái lĩnh vực mà thủ tục nó phức tạp hơn. Thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà hướng dẫn tận tình nhất để cho công dân họ dễ hiểu và có thể làm được cái thủ tục một cách nhanh nhất. Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Một Cửa Liên thông thành phố đã hướng dẫn tiếp nhận trên 4.000 hồ sơ, giải quyết đúng quy định đạt trên 90%, hướng dẫn tiếp nhận các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết đúng hạn đạt 100%. Tại các xã phường trên địa bàn, đến nay hầu hết cán bộ công chức của xã phường đã sử dụng thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành tác nghiệp. Công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn, vị trí việc làm được thực hiện thường xuyên. Trước đây thì chưa có những cái quy chế và chế tài xác thực, nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện cái công việc, cái cải cách hành chính đã thực hiện nhanh gọn và thuận tiện hơn cho các tổ chức và công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Chúng tôi cũng đã ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái giải quyết thủ tục hành chính, là đã chứng thực hoặc là những tiếp nhận các văn bản qua cái quản lý phần mềm Office và những cái văn bản trực tiếp của tỉnh và của thành phố chuyển về. Cán bộ công chức tại bộ phận một cửa thì luôn nêu cao ý thức trách nhiệm. Với những việc làm cụ thể và hiệu quả trong thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đang tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Tam Điệp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn.